mơ thấy đá bóng, luận giải những điều thú vị và con số may mắn tài lộc. Mỗi giấc mơ đều có những bí ẩn thú vị hoặc điềm báo tốt, xấu khác nhau, ngủ mơ thấy đá bóng cũng vậy. Bạn có thắc mắc rằng giấc chiêm bao này có ý nghĩa gì đặc biệt hay không? Xin mời tìm hiểu qua video này nhé. 1. Nguyên nhân mơ thấy đá bóng. Ý nghĩa giấc mơ là gì? Đá bóng là bộ môn thể thao quen thuộc của mọi người nên xuất hiện trong giấc mơ cũng không phải điều gì quá kỳ lạ. Có thể trước khi ngủ bạn đã hoạt động thể thao, đá bóng hay xem phim ảnh có cầu thủ đá bóng nên mơ ngủ. Tuy nhiên theo vấn đề tâm linh thì giấc mơ thấy đá bóng cũng có rất nhiều ý nghĩa. Đôi khi cho thấy bạn sắp gặp những thử thách mới hay cũng có thể tâm lý bạn đang dối bời về một chuyện nào đấy. Để hiểu rõ hơn, bạn cần nhớ chính xác chi tiết trong giấc mơ để so sánh với những giải mã về giấc mơ thấy đá bóng cụ thể nhé. 2. Giải mã cụ thể từng giấc mơ thấy đá bóng Mơ thấy mình cùng đám bạn đi đá bóng. Giấc mơ này hẳn là một điềm lành với bạn. Bạn đang có những mối quan hệ bạn bè rất tốt và ngày càng gắn kết. Những người bạn thân của bạn đôi khi còn là người đồng nghiệp đắc lực hỗ trợ bạn. Hãy luôn chân thành để tình bạn bền lâu nhé. Mơ thấy người yêu mình đi cổ vũ mình đá bóng. Đôi khi bạn sẽ gặp những giấc mơ trái ngược với thực tại và giấc mơ này cũng là một trong số đó. Bạn đang mong chờ được người yêu tin tưởng và cổ vũ trong mọi vấn đề nếu bạn là một chàng trai thì việc chia sẻ nhiều hơn với đối phương là cách hiệu quả để tình cảm hai bạn tốt hơn nó mơ thấy mình cùng gia đình đi đá bóng gia đình bạn sắp tới sẽ gặp nhiều điều may mắn và có thể sẽ đón thêm thành viên mới giúp các thành viên trong nhà gắn kết hơn tuy nhiên bạn cũng nên dành thời gian quan tâm và chú ý hơn đến sức khỏe bố mẹ mình mơ thấy quả bóng sắp tới bạn sẽ gặp những thách thức mới trong công việc sẽ có khó khăn nhưng nếu bạn biết nắm bắt cơ hội và cố gắng thì chức vụ sẽ thẳng tiến và ấn đề tài chính ngày càng phát triển hơn mơ thấy cầu thủ nữ đá bóng hẳn bạn đang lo lắng vì vẫn chưa tìm thấy một nửa phù hợp cho mình đừng vội vàng thời gian này hãy cố gắng phát triển bản thân một nửa hoàn hảo của bạn sẽ tới nhanh trong tương lai thôi mơ thấy mình đá bóng bị thua cuộc sống của bạn đang có nhiều áp lực nhưng bạn không biết cách tìm lối ra học cách chia sẻ nhiều hơn với những người thân thiết là điều bạn cần có lúc này nếu có thời gian rảnh hãy đi chơi với gia đình hay đi du lịch xa để giải tỏa căng thẳng và nạp đầy những năng lượng tích cực mơ thấy đang đuổi theo một quả bóng bạn đang tìm kiếm những cơ hội mới để thể hiện bản thân nhưng dường như đều không thành công đừng vội nản trí để thành công thì con người phải trải qua nhiều thất bại điều tốt nhất lúc này là bạn nên trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng để phát huy năng lực của mình mơ thấy xem bóng đá bạn nên sắp xếp lại thời gian biểu để có một ngày làm việc hiệu quả và đảm bảo sức khỏe tài chính cũng là vấn đề bạn nên chú ý chi tiêu không có kế hoạch đôi khi sẽ khiến bạn rơi vào tình trạng dài rỗng túi mơ thấy nhiều người chơi đá bóng giấc mơ này là một điểm báo nhắc nhở bạn nên cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ bởi sự cả tin dễ dàng của bạn những người bạn tin tưởng nhất đôi khi sẽ làm tổn thương hay lợi dụng bạn bởi vậy mà việc cẩn thận không bao giờ là thừa mơ thấy mình đang chơi đá bóng nếu giấc mơ của bạn chỉ đơn giản như vậy mà không có thêm chi tiết gì khác thì bạn có thể thoải mái tận hưởng ngày mới rồi. Xuất hiện giấc mơ này chỉ đơn giản là bạn đang háo hức muốn đi đá bóng hoặc có thể trước khi ngủ bạn đã đọc báo hay xem một trận đá bóng thôi. 3. Những con số may mắn gắn với giấc mơ thấy đá bóng. Mơ thấy mình cùng đám bạn đi đá bóng, 73-62. Mơ ngủ thấy người yêu mình đi cỗ vũ mình đá bóng, 49-99 mộng thấy mình cùng gia đình đi đá bóng 79 95 chiêm bao thấy quả bóng là 11 45 ngủ mơ thấy cầu thủ nữ đá bóng 0509 mộng mình đi cổ vũ trận bóng bạn 26 92 mơ ngủ thấy đang đuổi theo một quả bóng đá 22 56 nằm mơ xem bóng đá 72 96 Chiêm bao thấy nhiều người chơi đá bóng 89-97. Mơ thấy mình đang chơi đá bóng 49-62 qua video này chúng tôi đã giúp bạn phần nào hiểu thêm những bí ẩn về điểm lành hay điểm giữ trong giấc mơ và đưa ra những con số may mắn để tham khảo hy vọng những điều trên sẽ giúp ích và mang lại may mắn đến bạn cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi